Xin chào tất cả anh chị em, chào mừng anh chị em đã quay trở lại với kênh của mình. Như vậy một phiên cuối tuần thị trường còn phiên tăng điểm, tất nhiên thì mức độ tăng điểm nó cũng không nhiều đâu. Hôm nay VN chúng ta đóng cửa tăng 0,26%. Đấy, thì sau phiên hôm nay nữa thì anh chị cũng thấy rồi, đó là một số nhóm cổ phiếu mà có mức độ dao động giảm mạnh của phiên hôm qua, thì phiên cuối tuần hôm nay nó cũng không duy trì cái đà tích cực và cái biến đổi dao động của nó khá là mạnh anh chị. Đấy, ví dụ nhóm ngành chứng khoán, bất động sản, một số cổ phiếu và nhóm ngành thép thì nó rất dao động. Đấy, và đặc biệt là cái vốn của phiên hôm qua chúng ta thấy rằng là hầu hết là cái vốn khối lượng giao dịch của phiên hôm qua chủ yếu tập trung vào nhóm ngành chứng khoán và bất động sản, một số cổ phiếu và dòng thép, đúng không ạ? Và phiên hôm nay cũng vậy, những cái vốn tập trung vào những cổ phiếu như vậy. Đấy, thì sau những quá trình sau tuần vừa rồi thì thị trường chúng có quá trình điều chỉnh của phiên hôm qua và phiên hôm nay thì có phiên phục hồi khối lượng không tốt, thì tuần tới mình cho rằng là một cái tuần mà có thể nói rằng nếu như mà có sóng á, thì tí nữa mình sẽ phân tích thêm anh chị. Rồi góc độ thì sẽ là một số cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng, mình lấy ví dụ như VPBank, Techcombank, Tiên Phong Bank, MB, STB, ACB, AIB, vân vân. Và một số nhóm cổ phiếu ví dụ khu công nghiệp, đầu tư công và dầu. Nếu như tuần tới và là tích cực á, và thị trường có theo cái hướng chúng ta đang vẽ đấy á, thì nó sẽ theo hướng đó. Còn trước khi đi vào với nội dung này thì chúng ta phân tích thị trường, chúng ta lượt qua với một số nhóm ngành của phiên hôm nay. Ở phiên hôm nay thì có thể nói rằng là cả cổ phiếu cùng là bánh, hầu hết cả cổ phiếu nó nhóm ngành trù thôi. Hòa Phát hôm nay mặc dù là cũng đóng góp rất là tích cực đối với điểm số, tuy nhiên thì cái đóng cửa Hòa Phát hôm nay cũng không được tốt anh chị nhé, không đẹp nhé. Đấy, thì hôm nay các cổ phiếu tích cực như BIDB này đóng góp hơn 1.6 này, gần điểm 7 này, Masan này, rồi là như là MWG, VRE như vậy có bán lẻ, đúng không ạ? Rồi là LPP, PLX, dầu khí, VGC của khu công nghiệp. Đấy, thì còn cái ngược lại thì cũng có một số cổ phiếu tất nhiên thì nó cũng mức độ giảm nó cũng không nhiều. Đấy, thì cái này anh chị xem thêm. Còn cả cái nhóm ngành mà tích cực hôm nay thì hiển nhiên là nhóm ngành bán lẻ rồi. Một số cổ phiếu lúc này chúng ta liệt kê đây thì nó nằm trong bán lẻ rất nhiều, Masan, MWG, VRE, Vietcombank vân vân á, thì rõ ràng là cái nhóm ngành bán lẻ nó tăng tốt nhất của phiên hôm nay, tăng hơn 2%. Còn mức độ của lan tỏa của thị trường thì hôm nay là một phiên cuối tuần, nhưng mà cả cái nhóm ngành giảm nó vẫn lẫn yếu thế hơn so với cả nhóm ngành tăng. Đấy, thì nhóm ngành thép hôm nay cũng không duy trì tích cực, nhưng mà nhóm Hòa Phát là sánh, do đó là vật liệu xây dựng đại diện trong này thì vốn hóa Hòa Phát rộng lớn, do đó là cái nhóm này nó vẫn sánh nhưng mà không nhiều, 0,11% 0,17% thôi. Đấy, thì những cái này anh chị xem thêm nhé. Còn bây giờ chúng ta đi vào yếu tố kỹ thuật á, thì nếu như ở khung đồ ngay hôm nay thì anh chị thấy rồi, đó là những cái chúng ta về thì nó cũng đang dao động như những cái mà cái giai đoạn mà chúng ta vừa rồi có phân tích chia sẻ, tức là cái quá trình này đấy mà PS đấy, SC đấy, AR đấy, ST ấy, thì mình vẫn cho rằng là thị trường sẽ dao động rung lắc ở quanh vùng 1120 đến 1130. Cái này thì chúng ta chia sẻ giai đoạn vừa rồi. Đấy, và cái quá trình này nếu nó phục hồi lên thì sẽ đâu đó là khoảng mục tiêu trước mặt anh em, mục tiêu trước mặt thì có thể là 1140 đấy đến 1150, cái vùng này chúng ta đã chia sẻ đấy rồi. Thì sau đó lên đây, nếu mà lên được đấy thì chúng ta sẽ tính tiếp. Đấy, còn thị trường hiện tại đấy ở khung đồ ngay thì mình vẫn cho rằng là nó sẽ giống với giai đoạn này anh chị này. Đấy, giống với giai đoạn này. Vì sao giống giai đoạn này á, là bởi vì là cái này thì mình chia sẻ anh chị từ đầu tuần rồi. Tức là sau quá trình mà nó có quá trình tạo đáy thì nó phục hồi để tạo AR, thì nó sẽ đi vào quá trình phục hồi tiếp theo nữa để mà đi vào pha B. Đấy, đây chính là quá trình đi vào pha B. Thì sau quá trình này thì nó sẽ có quá trình phục hồi lên và lên vùng kháng cự phía trên, thương nó vượt AR anh chị nhé, thương nó vượt AR. Đấy, thì thương nó sẽ vượt được 1130. Thì sau đó là nó sẽ rung lắc ở giai đoạn hiện tại ở 1020, 1120 đến 1130 đây, một số phiên nữa, có thể là một số phiên nữa thì sau đó nó có thể hướng được đến vùng này. Tất nhiên thì nó kéo lên đến 1060 hoặc là 1160 hoặc 1175 này thì càng tốt, đúng không ạ? Ví dụ như nó thế này chẳng hạn thì nó là càng tốt, đúng không ạ? Nó kéo lên 1175, sau đó nó mới quay trở lại giảm lại để đi vào pha B, đúng không ạ? Tức là nó đi vào cái chuỗi để nó, cái biến của nó sẽ là 1130 và 1075, tức là biến của nó như thế này để nó dao động nó biến này. Thì đó là nếu trong trường hợp tích cực anh chị, đó là khung đồ ngay. Còn nếu như mà ở khung đồ ngay, nếu như phiên hôm nay là một phiên cuối tuần thì chúng ta xem thêm ở khung đồ tuần á, thì anh chị thấy rồi, một cái phiên mà nếu như khung đồ tuần này thì cái khối lượng của tuần này là một tuần vẫn tuần tăng điểm, đúng không ạ? Tăng mức độ tăng điểm nó không nhiều, nhưng mà ở đấy anh chị xem ở khung đồ đấy, cái nền của phiên hôm nay thì chúng ta thấy rằng là cái khối lượng giao dịch rất lớn và khối lượng này tập trung chủ yếu vào phiên thứ năm hôm vừa rồi. Và cái khối lượng của phiên hôm thứ Năm đó nó tập trung, nó dành cho nhóm ngành chứng khoán, nhóm ngành thép và một số cổ phiếu nhóm ngành bất động sản, đúng không ạ? Đây, tất nhiên thì khối lượng rất lớn nhưng mà mức độ tăng giá thì nó cũng không nhiều, nhưng mà do cái yếu tố tiêu cực không đẹp của phiên thứ Năm. Đấy, thì nếu nhìn theo quản như thế này không á, thì chúng ta thấy rằng là nó có thể phục hồi lên cái vùng này. Nó có thể phục hồi lên vùng này. Đấy, tuần tới thì nó có thể là phục hồi lên được đó khoảng 1140 50 cho đây anh chị này. Tức là cái hôm trước mình vẽ đó thì khả năng nó sẽ lên vùng này, là xác suất sẽ lên vùng này. Đấy, thì đó là những cái tất nhiên thì chúng ta đoán thị trường chúng ta không làm được gì, việc chẩn đoán thị trường chúng ta trả lên làm gì cả, đúng không? Nhưng mà chúng ta nếu những cái kỳ vọng mà những cái phân tích chúng ta mà kỳ vọng như thế này, chúng ta sẽ có những chiến lược. Đấy, và tật dòng này, cái giá đoạn này thì mình cho rằng là anh chị nên tập trung vào cả cổ phiếu và cả cổ phiếu ví dụ như là nhóm ngành ngân hàng thì chắc chắn rằng là anh chị sẽ còn, nếu có tham gia thì chắc chắn là anh chị cũng sẽ không đánh nhiều, đúng không ạ? Đấy, và anh chị nên tập trung vào nhóm đầu tư công và nhóm một số cổ phiếu bất động sản còn lại mình thấy vẫn khá ok, và khu công nghiệp và đầu tư công với dầu. Đấy, thì đó là những cái mà mình hướng tới. Đấy, thì và quá trình nếu như thị trường tiếp tục dao động đấy thì anh chị sẽ có kỳ vọng là thường các năm gần đây thì hiện tại Tết cũng gần tới đó, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là thường là trước Tết á, trước Tết ấm thì thường là thị trường có một nhịp là nó kéo lên, sau đó là tầm khoảng đâu đó là khoảng tháng 1 là bắt đầu nó sẽ có sự quá trình dao động. Tất nhiên thì đó là lịch sử anh chị, còn hiện tại nó như thế nào chúng ta không biết, nhưng mà cái này có thể làm lại hay không. Nhưng mà nếu như nhìn vào mẫu hình hiện tại của thị trường chung và một số cổ phiếu thì chúng ta có thể là kỳ vọng mức như thế này đã. Đấy, nếu như đạt thế này, đúng không? Đấy, thì bây giờ chúng ta đi vào một số cổ phiếu, chúng ta đi vào nội dung trọng tâm chúng ta, đó là nếu như tuần tới mà nếu như có sóng thì mình cho rằng là nếu có phục hồi lên đây thì sẽ là phải có, chắc chắn phải có sự vai trò một số cổ phiếu trong ngân hàng. Và trong ngân hàng thì phải là VPBank, Techcombank, Tiên Phong Bank, MB, STB, ACB và AIB. Đấy, thì đó là những cổ phiếu mà nếu như anh chị tham gia thì anh chị có thể hướng tới. Bây giờ chúng ta đi vào phân tích. Ví dụ Vietcombank thì cũng rất khó, đúng không? Nó liên quan điểm số các kiểu. Tất nhiên ở hiện tại nó đang đi ngang, ngắn hạn nó đang đi ngang, còn trung hạn nó là đang trung xuất thế giảm cái gì nhá. Tất nhiên con này thường khó để chơi, đúng không ạ? Nếu như trong trường hợp mà nó vượt lên được MA50 nó test lại á, thì đó là những cơ hội chúng ta có thể đánh đầm được. Còn hiện tại như thế này là chưa, là giá con dưới 50, dưới MA20, MA10 và MA50 như thế này thì mình như thường không quan tâm. Nhưng cái xu thế của nó hiện tại là đang đi ngang. Cái con này liên quan điểm số khá nhiều. Cổ phiếu vừa rồi phiên hôm nay nữa thì mình đánh giá nó khá ổn. Đấy, hôm qua thì nó hơi là khó, nhưng phiên hôm nay thì chúng ta thấy là khá ổn, nó là một phiên test lại. Cổ phiếu ví dụ VPBank. Đấy, hôm nay nó vượt được MA20, hôm qua nó vượt MA20, hôm nay nó đạp xuống anh chị ạ. Nó vẫn có những trong phiên nó có những lúc giá đỏ. Hôm nay nó đỏ đấy. Nhưng mà quan trọng là cái khối lượng của anh chị này. Cái khối lượng của phiên hôm qua là khối lượng rất tốt. Đấy, và cái quá trình tạo đáy phía trước đấy anh chị thấy khối lượng nó kiệt cung. Đấy, kiệt cung. Thì sau có những phục hồi vừa rồi thì khối lượng nó mặc dù nó chưa được tốt lắm, nhưng mà nó đã có những tín hiệu của khối lượng rồi. Thì có thể là các phiên tới nó có thể đi ngang hay không, nhưng mà nó có thể vượt lên được MA50 nó test lại á, thì nó có thể vào một xu thế mới. Và khi nó vượt MA50 thì anh chị khoan mua, anh chị chơi quá trình test lại khối lượng nhỏ. Đấy, ví dụ như trong quá trình này anh chị này, nó vượt MA50 sau đó nó test lại, anh chị thấy rằng là nó khối lượng nhỏ xuống. Đấy, khối lượng nhỏ xuống thì ở cái vùng này thì anh chị có thể tham gia được. Còn hiện tại mà như thế này thì thường là anh chị sẽ chưa quan tâm. Đấy, nhưng mà mình cho rằng nếu như giai đoạn tới mà thị trường có phục hồi lên đến 1140, 1150 vân vân á, thì sẽ có cổ phiếu này còn sẽ có vai trò. Đó là cổ phiếu đầu tiên là cổ phiếu VPBank. Cổ phiếu thứ hai trong nhóm ngành này đó là cổ phiếu Techcombank. Đấy, Techcombank thì nó đã có một quá trình tạo đáy, tức là vùng này là vùng SC, đây là vùng AR, thì đó là vùng ST. Thì hiện tại nó có thể đi vào quá trình phục hồi thì thường nó thể hướng lên cái vùng này chứ này. Thường nó thể hướng lên cái vùng này, tức là vùng giá 32.000 này. Đấy, và nếu như đánh ngắn giai đoạn tới ấy, thì có thể phiên đầu tuần nó tăng hay giảm mình chưa biết được, bởi vì từng phiên trước mặt thì mình không biết được. Nhưng mà thường là vượt NA50 như hôm nay rồi á, thì cả phiên tới là phiên đầu tuần nó có tăng thì cả phiên tới nó sẽ test lại. Và nếu như nó test lại trên MA50 khối lượng nhỏ á, thì anh chị thấy rằng đó là những cơ hội anh chị chúng ta là có thể tham gia được để chúng ta đánh giá một đợt, đánh một cái vùng ngắn thôi. Và nếu như khi cổ phiếu này lên đâu đó khoảng vùng này thì cái biến của nó là cùng từ vùng giá 31 lên 33 thôi, 32 thôi, đúng không ạ? Thì khoảng bao nhiêu phần trăm đó thì nó tương đương với thị trường giai đoạn đó, thì thị trường sẽ vùng nó sẽ có rung lắc tiếp theo. Đấy, thế đó là cơ sở anh chị ạ. Chứ không phải là chúng ta nhìn vào thị trường không như thế này mà chúng ta phán là nó khó. Nhìn vào thị trường không như thế này chúng ta phán là khó. Thì đó là cổ phiếu cổ phiếu thứ 3 trong nhóm ngân hàng, đó là cổ phiếu Tiên Phong Bank. Tiên Phong Bank thì cái giai đoạn anh chị thấy là vùng SC. Và vùng này vùng AR thì hiện tại là nó đã có con ST ở đấy rồi. Thì và chúng ta thấy rằng là nó có quá trình ST này thì khối lượng nó nhỏ. Và quá trình vừa rồi nó phục hồi thì mặc dù nó biến đổi nó không được đẹp, nhưng mà về khối lượng chúng ta thấy rằng nó cải thiện rất là tốt. Một hai phiên nó khó, nhưng cả một quá trình chúng ta thấy khối lượng nó rất đẹp. Thì hiện tại như thế này nhé, như thế này các phiên tới mà nó có thể tích lũy thêm ở quanh cái vùng giá 17.500 này á, và kiệt khối lượng xuống thì đấy có thể nói rằng đấy có thể có những điểm mà có điểm vào được. Đấy thì đó là cổ phiếu Tiên Phong Bank. Vì hiện tại cái xu thế nó là ổn. Đấy thì phiên hôm nay nó tẹt lại khối lượng nhỏ thì này chúng ta mới đánh giá được ok anh chị này. Rồi LPP nó lên rồi. Tiếp theo là về MB. MB cũng vậy, tương tự như phân tích đối với cổ phiếu Tiên Phong Bank lúc này thôi. Đấy thì hiện tại chúng ta thấy rằng là nó quá trình cả phiên vừa rồi thì một phiên hai phiên thì mình còn nghi ngờ. Nhưng mà hiện tại chúng ta thấy rằng nó có quá trình tẹt lại đấy, khối lượng nó nhỏ này, cái khối lượng vào đấy. Đấy thì 6 phiên hôm nay mặc dù là một phiên giảm, nhưng nó phiên đẹp anh nhỉ. Vì sao là giảm đẹp? Không phải là thì cổ phiếu tăng mà là chúng ta thể đánh giá là nó sẽ đẹp đâu, mà nhiều lúc là nó tẹt lại nhưng mà khối lượng nhỏ á, thì nó thể là ok. Thì hiện tại nếu như các phiên tới nó tiếp tục tích lũy đến nay thì có thể nó hướng đến khoảng vùng cái vùng đỉnh trước đấy, vùng AR hoặc là vượt vùng AR đó, nó quay đầu lại đi vào pha B thì tích lũy tiếp á, thì thị trường sẽ có nhịp kéo lên. Đấy thì đấy là những cơ sở để chúng ta phân tích. Còn đánh đấm trong ngân hàng thì cái cách là như vậy, nếu như cả phiên tới nó test lại và theo kiểu là như thế nào biến đồ nhỏ và khối lượng nhỏ xuống á, thì anh chị đó là những cái điểm mà anh chị có thể tham gia. Đấy, tất nhiên những phân tích nhận định như đấy là quan điểm cá nhân của mình anh chị nhé. Đấy, chứ không phải là lời khuyên hay khuyến nghị đầu tư, những cái đó anh chị xem thêm. Tương tự như vậy đối với STB vậy thôi anh chị. STB nó có hai đáy này, và đáy khối 2 á thì chúng ta thấy rằng là nó đã khối lượng nhỏ hơn so với đáy số 1. Đấy, và quá trình vừa rồi nó vượt MA20 không thành công, nó test lại. Nó test lại của phiên hôm nay ấy, thì khối lượng nó nhỏ. Thì hiện tại chúng ta thấy rằng là khối lượng nó nhỏ thì là những tín hiệu tốt, chứ không phải ví dụ như hôm nay nó tăng mà khối lượng như thế này nó không tốt. Này, như hôm nay anh chị nhé, như ví dụ STB hôm nay mà tăng á, là khối lượng mức khối lượng này thì nó lại không đẹp. Nhưng mà hôm nay nó giảm nhưng khối lượng này thì nó lại đẹp. Đấy thì các phiên tới có thể là nó tiếp tục tích lũy quanh cái vùng hiện tại. Đấy thì nó có thể hướng lên đâu các vùng đỉnh trước này. Và đây chính là vùng AR anh chị ạ, đấy chính là vùng AR. Thì nếu như vùng AR nếu nó phục hồi lên vùng này thì khi đó là một số cổ phiếu khác có nhau ngân hàng Việt Techcom, Tiên Phong là MB như lúc này mình phân tích ấy, thì nó sẽ hướng lên cái vùng này. Thì khi đó thị trường sẽ hướng lên nó khoảng đâu đó khoảng được là 1140 cho đến 1150 gì đó. Thì mình kỳ vọng như vậy. Đấy thì hiện tại như đáng hiện tại thì mình đang kỳ vọng như vậy thôi anh chị nhé. Đấy, tương tự như vậy đối với AIB hoặc là ACB vân vân anh chị. Để HDC Bank vậy. Thì đó là về nhóm ngành ngân hàng. Thì nếu như anh chị mà tham gia mà đối với nhóm ngân hàng anh chị quan tâm thêm thì anh chị có thể tìm hiểu thêm, phân tích thêm về nhóm ngành ngân hàng. Các con mình sẽ tập trung tiếp theo những cổ phiếu chúng ta nên hướng đến tuần tới trước. Còn những cổ phiếu mà vì chứng khoán thẻ thì tí nữa mình sẽ có thời gian mình sẽ phân tích thêm. Tiếp theo là nhóm bất động sản khu công nghiệp anh chị nhé. Bất động sản khu công nghiệp thì con VGC thì hôm trước mình có nói với anh chị đấy chứ nè. Cách đây 2 hôm á thì mình có nói anh chị rằng là khi mà nó có thể tẹt ở phong đỉnh, cổ phiếu mà khi nó vượt đỉnh nó sẽ tẹt lại đỉnh. Anh chị thấy chưa? Như hôm qua nó giảm, để cùng với thị trường chung nhưng mới biến đồ nó lớn nhưng mà khối lượng nó không lớn lắm. Đấy, lớn thì so cả một quá trình nhưng mà so với những phiên phục hồi này thì khối lượng này nó cũng không lớn lắm. Hôm nay nó đạt thủng MA10 nó kéo ngược. Đấy thì đấy gọi là một cái điểm, này gọi là một điểm. Nếu như mua hôm nay thì người ta gọi là một kỹ thuật mua, gọi là một kéo ngược. Đấy, còn nếu như mà anh chị mà theo cái phương pháp mà trong cả video mình thường đỉnh kèo mà trong cái video của mình ở phần mô tả đấy, đó là kỹ thuật mua tẹt đáy anh chị nhé. Xin lỗi, tẹt đỉnh. Đấy, và đấy cũng là một trong những nội dung gọi là mua kéo ngược. Đấy thì nếu như anh chị chưa mua thì anh chị vẫn chơi. Bởi vì lên vùng này thì nó thường là thu hẹp lại biên độ, tức là cách thức của nó như thế này. Ví dụ như phán tuần mới nó có thể là kéo lên một lần nữa. Sau đó nó sẽ thu hẹp cái biên độ này. Đấy, theo kiểu như vậy. Như nhá. Tất nhiên thì mình cũng đang vẽ vơi như vậy thôi nhưng mình chưa biết như thế nào, nhưng mà như thế này thì anh chị sẽ có những cái điểm mua cánh quanh những cái vùng này. Đấy thì đó là và giai đoạn này đấy có thể là nó ngắn á, khung ngay thì đấy có thể là giai đoạn LPS. Đấy, nếu như anh chị muốn xem ok nữa thì anh chị xem ở khung 1 giờ. Đấy thì nó là ok. Đúng không ạ? Tiếp theo nữa là cách phân tích nó như vậy thôi. SZC như vậy. Vùng này con dao đồng lòng lẻo thì mình nói anh chị là rất khó lên nữa, rất khó lên, và quá trình vừa rồi nó tẹt lại vùng đỉnh, tẹt lại vùng nền, thì tẹt lại vùng đáy trước ở đấy, ngắn hạn đây. Còn tẹt lại vùng đỉnh hay không thì nếu như mà cả phiên tới và nó chạm xuống MA20, tại sao nó kéo ngược lên và nó tiếp tục và tích lũy lại thì đấy là những cái cơ hội. Còn nếu mà nó không tích lũy lại và nó không thu hẹp được biên độ và khối lượng tiếp tục lớn á thì anh chị không nên quan tâm. Đúng không ạ? Tương tự như đối với ADC như vậy này, ADC này. Rồi là ví dụ VR, KSB KBC vân vân, thì những cổ phiếu là cách thức nó như vậy anh chị nhá. Đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp. Ở nhóm tiếp theo nữa là mình thấy nó khá là ok, đó là nhóm đầu tư công, ví dụ Phát Đạt này. Phát Đạt thì hiện tại là như thế là nó vượt lên này, nó gặp vùng này thì nó đang có quá trình dao động. Đấy, và giai đoạn đầu thì anh chị thấy rằng là nó rất dao động. Anh chị nhìn ở đấy anh chị thấy thôi. Chứ các phiên gần đây thì nó chúng ta thấy rằng cái biến đồ nó hẹp dần, anh chị nhìn mặt thương là như thấy, không cần phải ai phân tích gì đúng không ạ. Và thứ hai nữa là như thế, khối lượng của giai đoạn đầu nó dao động thì nó lỏng và khối lượng lớn. Nhưng mà các phiên gần đây 4-5 phiên cả một tuần này anh chị thấy rằng là kết quả cả cái phiên tăng thì khối lượng nó lớn và khối lượng các phiên giảm thì nó nhỏ lại, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là biến đủ dao động của các cái nền thì nó đang là nó chặt chẽ hơn. Thì đấy có thể là nó có trên cả quá trình này gọi là quá trình tích lũy lại á, thì chúng ta có thể là có một nhịp kỳ vọng là nó thể kéo đến đâu đó khoảng vùng này. Đấy, vùng khoảng 43 44 như này. Đấy thì nó có thể như vậy. Còn nếu không nó không càng khối lượng nó không kia được khối lượng và biến đồ nó không nhỏ ạ, thì nó sẽ tiếp tục tích lũy, nó sẽ rất là khó để lên. Đấy, thế đó là Đạt Phương, rồi là rất nhiều cổ phiếu khác anh chị C4G vậy thôi. Đấy, giai đoạn đầu anh chị thấy nó rất lỏng, nó lỏng mà kéo lên nó khối lượng nhỏ thì nó tẹt lại thôi. Đấy, thế cả phiên tới nếu nó tích lũy lại thì rõ ràng đấy là những cơ hội, đúng không ạ? Và hiện tại chúng ta thấy là cái giai đoạn hiện tại anh chị nhìn là cái thấy đó nó vẫn nét hơn so với giai đoạn này, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà cả phiên tới chúng ta phải chờ thêm, sáng tuần là rồi sẽ có thêm HTN vậy này, HTN vậy, rồi là cả cổ phiếu về FCN thế thôi. FCN như thế giai đoạn nó rất lỏng, nó lên vượt lên cả chạm ngay vùng đỉnh trước. Đấy thì chúng ta thấy rằng nó có quá trình tẹt lại. Đấy, và nó vượt MA200 nó tẹt lại. Và hiện tại như thế này thì có thể đấy sẽ là có giai đoạn này, đấy sẽ chính là cái giai đoạn là thu hẹp là cái biên độ. Và nếu như nó thu hẹp được cái biên độ và khối lượng tiếp tục nhỏ ở các phiên giảm thì ở đó là những cơ hội sắp tới sẽ là cho anh chị. Đấy, còn mà phiên hôm nay nếu khối lượng như thế này mà phiên tăng nó không tốt đâu. Giống như lúc này mình nói với anh chị ở cổ phiếu nhóm bánh đấy. Phiên hôm nay vì SCN là vẫn phiên đẹp. Vì sao ạ? Vì là nó một phiên giảm, không phải phiên giảm là phiên đẹp. Nói như vậy thì anh chị có thể nghĩ là ông không có cổ phiếu này là ông bảo là ông thấy giảm thì ông khen đẹp lắm phải. Cái phiên giảm nhưng mà khối lượng phải nhỏ anh chị. Phiên giảm những khối lượng nhỏ. Đấy, và cái biến đồ nó không lớn thì các phiên tới nếu nó tích lũy dài lại phía dưới giảm 15.000 và tiếp tục khối lượng nhỏ, biến đồ nhỏ thì đó là những cơ hội sắp tới rất lớn. Đấy. Rồi tương tự như vậy VCG ngoài này. VCG anh chị thấy giai đoạn đầu nó rất lỏng, nó vượt lên được. Đấy, và khối lượng của quá trình vượt lên á thì chúng ta thấy là khối lượng lớn. Hôm qua thì hiển nhiên khối lượng lớn của người thị trường chung, nhưng mà hôm nay là một phiên giảm. Đấy, nó cũng đang tẹt lại cái đỉnh của phiên hôm phục hồi này thôi. Phiên tăng trần giữ khối lượng này, đúng không ạ? Đồng thời nó đang tẹt lại vùng đỉnh này như này. Đồng thời nó đang tẹt lại vùng đỉnh này. Thì nếu như cả phiên tới nó tiếp tục tích lũy ở quanh cái vùng giá này hiện tại ở 24.500 này. Và nếu như khối lượng nhỏ thì chúng ta có thể tham gia được. Đấy. Rồi trong cái nhóm này vì HHV cũng vậy, LCG tương tự như vậy thôi anh chị. LCG cách thức của vận động của nó như vậy. Thì hiện tại là cái giai đoạn đầu anh chị thấy là cái biến đồ nó rất lớn, biến đồ từ đỉnh cho đến đáy ấy là cao. Còn hiện tại thì biến đồ từ đỉnh đến đáy thì nó anh chị đó là anh chị sẽ biết là khối lượng cái quá trình dao động của từ đỉnh đến đáy ấy, là nó đã hẹp dần, tức là vùng này nó đã bằng 1/2 của vùng phía trước. Đấy thì khi nào anh chị thấy là con 3 đến 2 đến 3% thì đó là những cơ hội anh chị có thể tham gia được. Đấy, ví dụ giai đoạn này anh chị này, anh chị tính anh chị xem, đúng không ạ? Đấy, giai đoạn này cũng vậy, giai đoạn này cũng vậy, giai đoạn này cũng vậy, tức là nó phải kiệt xuống khối lượng nhỏ và biến đồ chặt thì nó mới lên. Đấy thì thường nó thành như vậy anh chị nhé. Còn giai đoạn mà nó lỏng thì thường nó sẽ rất khó để lên. Đấy, hầu hết các cổ phiếu trong nhóm này có KSB như vậy anh chị này. KSB như vậy, tức là cái biến đồ từ đỉnh này đến đáy này thì nó bằng 1/2 từ đỉnh này đến đáy này. Đấy, xem 1/2 thôi anh chị nhé, không cần phải như vậy. Nhưng quan trọng của nó là chúng ta thấy cái mức độ dao động của các phiên á. Phiên hôm qua thì hiển nhiên là phải là một phiên lớn rồi. Nhưng mà khối lượng là nó không lớn thì đấy là những tín hiệu khá là đẹp. Nhưng mà cả phiên tới nó tích lũy thêm á là nó rất ok. Đó là nhóm ngành đầu tư công, một cái nhóm nữa đó là nhóm ngành dầu khí gì? Nhóm ngành dầu khí mình thấy PVS này. Đấy, nó lên vượt đỉnh. Đấy, nó gặp một đỉnh thì mình nói chỉ là nó sẽ có, hôm trước mình phân tích mình nói chỉ là quanh vùng này mua được, nhưng mà nó cũng có một kịch bản thị trường cũng yếu là nó sẽ rủ lại. Đấy thì quá trình này đang rủ lại nhưng mà khối lượng nó nhỏ. Thế nếu như mà quá trình này nó tiếp tục là hình thành cái biến đồ thu hẹp ở đây. Đây, nó sẽ kiểu là biến đồ thu hẹp như vậy thì chúng ta sẽ có một cái điểm mua ở tại vùng này. Đấy thì đó là những cái cổ phiếu này. Tất nhiên quá trình này có thể là sẽ mất khá nhiều thời gian, bởi vì nhóm ngành dầu khí thì nhiều anh chị sẽ là không ưa lắm, bởi vì là nhóm ngành dầu khí nó liên quan giá dầu thế giới nữa, nó ảnh hưởng đến về mặt yếu tố tâm lý, do đó là thường là nó như vậy. Nhưng mà giai đoạn này lòng lẻo thì chúng ta phải chơi thêm. Đấy, và đấy là những cơ hội. PLX về anh chị này. PLX như vậy này, đúng không ạ? PLX thì nó đang lỏng và nó lỏng thì nó phải tích lũy lại thôi. Đấy là PVD như vậy, PVD hôm nay kéo lên. Anh chị thấy nhá, đấy là một đỉnh, đấy một đỉnh nữa. Và chúng ta thấy rằng là cái mức độ kiểu mà đóng đến thế này chứng tỏ là nguồn cung phía trên còn rất mạnh. Và khi nguồn cung phía trên rất mạnh thì đó là chúng ta phải chơi. Đấy, ví dụ như anh chị vừa rồi có mua vùng này chẳng hạn á, thì đó lên đây anh chị lại một phần nhẹ hoặc là huê vốn anh chị nên bán. Anh chị chơi lại quá trình tích lũy, ví dụ nó có thể là kéo lên đây. Sau đó kiểu như vậy thì nó sẽ có những cái điểm chúng ta thể tham gia là nó sẽ ok hơn. Đấy, tương tự như nhóm ngành dầu khí như nhá, PVB như vậy này, rồi là PVC thì PVC mình thấy là ổn này, đúng không ạ? Thế đó là nhóm ngành dầu khí, đó là những cái nhóm ngành hướng đến. Còn nhóm ngành cả cổ phiếu trong nhóm ngành bán lẻ á, thì nó đã quá những cái điểm rồi. Con này thì hiện tại là như thế này là hơi khó, đúng không ạ? Đấy chứ vốn nó bán lẻ, MWG là bán lẻ, nhưng mà những con nào mà cái nền tích lũy dưới nó chặt hơn thì nó lên mạnh hơn thôi. MWG này, đấy đúng không ạ? Còn hiện tại trong nhóm này, trong rổ viên cả cổ phiếu, trong rổ viên 30 ấy, thì anh chị có thể chú ý được, ví dụ như đánh ít á, thì có con RAB này. Đấy, RAB này hiện tại là nó cũng đang có thể nhé, có thể là những con này nó có thể có một range nổ lên. Đấy. Nhưng mà con này thì thường là thanh khoản, con này thanh khoản nhỏ, do đó là chúng ta không kỳ vào nhiều đâu. Hiện tại nó đang tích lũy là khá là ổn. Đấy, và chúng ta thấy đang là hai phiên, phiên hôm qua, phiên hôm nay thì khối lượng nó hơi lớn. Đấy, nhưng mà con này thì thanh khoản bé và con này là bó cung. Con này là hơi bó cung, do đó là mức độ khối lượng nó hơi khó. Nhưng mà chúng ta thấy được một cái tích cực á, là quá trình về phục hồi phía trước này này, là khối lượng này vẫn lớn này. Hôm hai phiên hôm qua, phiên hôm nay thì khối lượng hơi lớn. Nhưng mà so với quá trình phục hồi này thì khối lượng nó vẫn nhỏ hơn so với quá trình phục hồi này. Đấy, và quá trình tăng này khối lượng vẫn tốt. Đấy, test lại khối lượng nhỏ. Thì những cổ phiếu này có thể tham gia ở quanh vùng này, anh chị vẫn có thể tham gia được. Đấy, đấy quanh vùng này nó có thể chúng ta có thể tham gia được anh chị nhé. Đấy, tất nhiên đó là những phân tích nhận định của quan điểm cá nhân của mình. Còn bây giờ chúng ta để đi nhanh vào một số cổ phiếu, ví dụ như nhóm chứng khoán. Chứng khoán thì mình đã nói anh chị rồi, nhưng cái giai đoạn này nó lòng lẻo thì chúng ta nên chờ thôi. Một cái kịch bản tích cực nhất là bọn này phải tích lũy lại. Phải tích lũy lại thì sẽ mất khá nhiều thời gian. Bởi vì cái phiên hôm qua là một phiên mà khối lượng của thị trường chúng tăng rất là mạnh, nhưng nó tập trung vào nhóm ngành thép và bất động sản và chứng khoán thôi, đặc biệt là nhóm ngành chứng khoán, đúng không ạ? Thì bởi vì bọn này là bọn tăng rất nhiều trong cái giai đoạn vừa rồi. Đấy, trong cái giai đoạn từ thị trường tăng, cái giai đoạn này anh chị biết rồi, cái giai đoạn này thị trường tăng này là do nhóm ngành chứng khoán này. Cái giai đoạn phục hồi này cũng thành chứng khoán mạnh đấy, đúng không ạ? Thì hiện tại nó có giảm hay nó tích lũy thì yếu tố hết sức bình thường thôi. Đấy, vấn đề chúng ta có ăn được nó hay không đó. Còn nhiều như vùng này thì tùy vào vị thế anh chị và tùy tỷ trọng, tùy vào khẩu vị anh chị. Còn nếu như mình thì giai đoạn này mình phải chơi chứng khoán. Đấy, nhóm ngành chứng khoán là mình phải chơi. Đấy, và có thể là mình phải tham gia nhóm ngành ngân hàng, nhưng mà tất nhiên nếu tham gia thì tỷ lệ nó cũng không nhiều. Đấy, còn chứng khoán hiện tại thì như thế này thì nó rất lỏng anh chị, và khối lượng này lớn. Rồi thì chúng ta thấy rằng là mặc dù hôm nay nó giảm nhưng mà đóng cửa để thấp nhất phiên, khối lượng nó không lớn lắm, nhưng mà chúng ta thấy rằng là nó còn không duy trì được lại cái thể cân bằng của nó, đúng không ạ? SSI cũng vậy, SSI cũng vậy thôi. Đấy, do đó là ở cái vùng này thì chúng ta nên chơi thế. HCM, SHS cũng vậy nhá. SHS thì hôm nay nhìn chung thì nhóm ngành chứng khoán hôm nay là khối lượng nó không lớn nhưng mà mức độ giảm thì nó là nhiều. Đấy, anh chị thấy vì SHS là giảm đến hơn 2%. Tất nhiên khối lượng nó không lớn, chứng tỏ rằng là áp lực bán cũng mạnh chứ cũng không nhiều đâu. Đấy, do đó những cái giá đoạn này anh chị nên chơi, chứ còn anh chị có cổ phiếu thì tùy vào vì thế anh chị có anh chị quyết định. Còn mà mua thì mình nghĩ rằng là vùng này anh chị khoán vội tham gia đối với nhóm ngành chứng khoán. VCI cũng vậy này. Đấy, nó giảm thì cũng khá hơn 1%, 1,65%, đúng không ạ? Nhưng mà khối lượng nó không lớn. Đấy, thì và vùng này nó còn rất là lỏng lẻo thì anh chị nên chơi thêm. Đấy, CTS, BSI vân vân thì nó mức độ như vậy cả, đúng không ạ? Thì khối lượng và đặc biệt là vùng dao động này thì anh chị chưa cần phải vội đâu. Còn nhóm tiếp theo, nhóm thép hôm nay có thông tin từ hôm qua đó là về giá thép RAC, đúng không ạ? Thì cái này thì chỉ có Hòa Phát được hưởng lời nhiều thôi. Nhưng mà hôm nay nó kéo lên ở phiên sáng, nhưng kéo như vậy nhưng mà phiên chiều này cái vùng này là mình đã nói anh chị, cái vùng này là mình đã không tham gia rồi. Cách đây cả một tháng là mình đã không tham gia, mình ăn ở một khúc này thôi. Còn vùng này thì khó thì thôi. Còn nếu trong trường hợp nó tích lũy lại và nó ổn thì chúng ta sẽ vào sau. Còn hiện tại những vùng này thì không, đúng không ạ? Không. Đấy. Ví dụ Hòa Phát thì nó màu hình như nó ok nhất, nhưng hôm nay đóng cửa nó cũng không đẹp đâu anh chị. Nó tăng đấy nhưng mà khối lượng rất lớn. Khối lượng hôm qua nó là khủng, khối lượng hôm nay nó là khủng đối với Hòa Phát. Đấy, nó mặc dù sánh điểm nhưng mà cái đóng cửa thì một thế này rất là khó để lên lại. Đấy, rất khó để lên. Phiên mai có thể tăng nhẹ thì mình không biết, nhưng mà cái bọn này trường hợp tích lũy lại thôi. Vừa rồi thì mình có mua những phiên hôm qua mình bán, mình nói anh chị đấy. Khách hàng của mình thì hôm nay vẫn bán được giá xanh, một số anh chị bán chưa bán hết, và vì thế tuy mà vì thế một số anh chị hà thì thép không hà, thì để là như hôm nay thì mình khuyến nghị là hà thép. Đấy, còn mình thì mình bán hôm qua đấy. Đấy, nói thật nếu bán rạng này thì ngon. Đấy, vấn đề đó là bán được đùng đỉnh thì nói gì là đúng ạ. Nhưng mà hôm nay thì một số khách hàng của mình ngồi chụt con này. Đấy, Nam Kim cũng vậy. Đó, đối với nhóm thép thì mình nghĩ rằng là anh chị nên chơi nếu như mà anh chị muốn từ những vùng dưới này đầu tư dài thì nó đang cái chiến lược nó khác. Còn nếu đánh ngắn thì vùng này thì anh chị khoán vội tham gia. Thì đó là một số nhóm ngành cổ phiếu, nhóm ngành thép. Còn bất động sản thì ví dụ Đất Xanh là hiện tại xấu đây này. Đất Xanh là hai phiên hôm qua phiên này là khối lượng nó rất lớn này. Và cái biến đồ đóng giá là chúng ta thấy rằng là nó cũng thấp này. Và hôm nay, đặc biệt hôm nay mất MA20. Đấy, cái mất MA20 không quá trọng nhưng đó là có thể rù bỏ, nhưng mà cái khối lượng nó lớn quá. Đấy, thì đất xanh là anh chị lưu ý này. Vùng này thì mình nghĩ rằng là anh chị mà muốn tham gia thì nó không nên. Vùng này là không nên tham gia. Còn để mà chốt lại thì nên. Còn mà để mà múa dưới này mà lên trên này anh chị chơi đánh dai đối với nhóm anh bất động sản thì mình nghĩ là không nên. Rồi nhóm anh EGC thì khá ổn. EGC là vừa rồi nó có cái xác định xu thế lên khá là tốt. Và hạ 3 phiên vừa rồi 3 phiên test lại khối lượng nhỏ. Thì nếu cả cổ phiếu này nếu tích lũy lại á thì đấy là những cơ hội anh chị có thể để ý được. Rồi Nam Long vậy, đúng không ạ? Rồi là hiện tại hôm nay thôi, Novaland thì nó khá yếu. Đấy, hiện tại là khá yếu rồi. Phát Đà trong vậy này, Phát Đà thì nó đẹp hơn. Đấy, Phát Đà thì đẹp hơn, đúng không ạ? Phát Đà thì hiện tại như thế này nó rất là dao động. Nhưng mà cái kiểu thế dao động như thế này thì thường là nó sẽ cũng khó, chứ cũng lên vượt 30 là hơi khó. Trong ngắn hạn là như vậy. DG thì nó tốt nhưng mà chúng ta thấy rằng nó kiểu giống như Phát Đạt đấy, DG Phát Đạt là cái kiểu nó giống là khá nhau. Đây, trong nhóm anh bất động sản thì còn HDC cũng vậy thôi, nó cái kiểu dao động. Đấy, và HDC thì 2 phiên mất MA20. Thì những cổ phiếu như vậy thì anh chị không nên để ý. Đấy. Còn nếu như mà anh chị nên để ý thì mình thấy rằng ví dụ như con TDC này. Đấy, cái quá trình tích lũy của nó là cũng khá là ổn. Đấy, và khối lượng của quá trình tăng vừa rồi là anh chị thấy là khá ổn. 2 phiên vừa rồi á thì mặc dù nó hơi dao động cùng thị trường chung, nhưng mà nó đang test lại kiểu như thế này thì mình cho rằng là những quanh những vùng này chúng ta có thể là quan sát được để chúng ta đưa vào những danh mục để chúng ta theo dõi, đúng không ạ? Đấy thì đó là một số chiến lược và cách thức phân tích là nó như vậy thôi anh chị. Còn tùy vào những vị thế, tùy vào những thời điểm đóng phiên và khi cổ phiếu test cung và chúng ta phải có những điểm mua sớm thì nó sẽ ok hơn. Thì trên đây là một số phân tích nhận định của mình về thị trường chung cũng như là chiến lược tham gia đối với một số cổ phiếu. Hy vọng là những phân tích nhận định của mình nó sẽ có cho anh chị trong quá trình đầu tư. Rất cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn anh chị trong những video lần sau.